Đêm qua, bóng đá châu Âu lại phải trải qua một cơn sóng lớn. Chỉ vài ngày sau khi huấn luyện viên Jurgen Klopp xác nhận sẽ rời Liverpool, thì đến lượt một cái tên khác là Xavi cũng tuyên bố sẽ nói lời chia tay với Barcelona khi mùa giải này khép lại. Phát biểu buổi họp báo sau thảm bại 3 năm của Barcelona trước Villarreal, nhà cầm quân sinh năm 1980 bất ngờ chia sẻ về quyết định từ chức của mình. Tôi muốn thông báo rằng tôi sẽ không tiếp tục dẫn dắt Barca sau mùa này. Câu lạc bộ này cần một sự thay đổi mạnh mẽ. Vì vậy, với tư cách là một người hâm mộ Barca, tôi luôn nghĩ đến lợi ích tốt nhất của câu lạc bộ và các cầu thủ. Tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Không ai lớn hơn câu lạc bộ và trên hết tôi là một người ủng hộ. Tôi yêu đội bóng này. Tuyên bố trên của Xavi đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng, trong đó có cả những học trò của ông. Frankie de Jong chính là người đầu tiên lên tiếng sau thất bại của Barcelona cũng như là quyết định đến từ huấn luyện viên Xavi. Cụ thể thì tiền vệ người Hà Lan đã lên tiếng bảo vệ cho ông thầy và khẳng định những kết quả không tốt trong giai đoạn gần đây không phải là lỗi của Xavi. Trách nhiệm về các cầu thủ của đội. Chúng tôi có điều kiện để giành chiến thắng nhưng lại không thể hiện thực hóa nó, và đấy là lỗi của cầu thủ Barca. Về phía đội ngũ huấn luyện viên, họ đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Xavi. Đồng quan điểm với De Jong, trung vệ Ronald Araujo chia sẻ: thật buồn về kết quả này. Để đối thủ ngược dòng khi chiến thắng chung cuộc là điều đáng xấu hổ. Đó là lỗi của chúng tôi. Cá nhân tôi đã mắc sai lầm ở bàn thua thứ tư. Khoảnh khắc nhận thất bại thật là đau đớn, bởi lúc đó chúng tôi biết rằng mình đã ở gần chiến thắng. Chúng tôi cần phải tự vấn bản thân và biết mình phải làm gì lúc này. Trên mạng xã hội, Gavi, người đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương dài hạn, cũng gửi lời tri ân tới người thầy của mình sau khi đăng tải bức ảnh của hai người cùng dòng trạng thái sẽ sát cánh bên thầy cho đến những trận đấu cuối cùng. Nhiều người cho rằng trận thua nặng nề của đội bóng xứ Catalan chính là giọt nước làm tràn ly khiến Xavi đi đến quyết định từ chức. Nhưng thực tế Xavi khẳng định ông đã nghĩ đến điều này từ lễ Giáng sinh. Thậm chí cựu tiền vệ của đội tuyển Tây Ban Nha đã gửi thông báo với chủ tịch Juan Laporta, phó chủ tịch Rafael và giám đốc bóng đá Deco về quyết định của mình sau thất bại của Barca tại chung kết siêu cúp Tây Ban Nha với Real Madrid. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng đã ngăn cản Xavi làm điều này. Để rồi trước cuộc đối đầu với Villarreal vào đêm qua, Xavi lại thêm một lần nữa đề cập với giới thượng tầng ý định của mình. Mặc dù vậy, chủ tịch Juan Laporta tiếp tục yêu cầu chiến lược gia người Tây Ban Nha không được đưa ra tuyên bố từ chức sau trận đấu vì cho rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Ông Laporta cũng đề xuất việc sẽ ngồi cạnh Xavi ở buổi họp báo sau trận đấu với Villarreal. Tuy nhiên, nhà cầm quân 43 tuổi đã từ chối lời đề nghị trên và vẫn quyết định theo ý mình. Tôi nghĩ quyết định này sẽ giúp giải phóng tâm trạng cho bản thân cũng như cả đội bóng. Tôi mới vừa nói chuyện với chủ tịch Laporta. Chúng tôi đã có một cuộc gặp. Đó là một cuộc trò chuyện rất nhân văn, theo lẽ thường tình. Sự tin tưởng từ họ vẫn còn là rất lớn, nhưng tôi tin rằng đây là thời điểm để nói điều này. Tôi không đưa ra quyết định dựa trên tiền bạc. Hợp đồng của tôi sẽ không bao giờ có vấn đề. Tôi chỉ đưa ra lựa chọn theo trái tim. Tôi không cần gì thêm nữa và không muốn bản thân trở thành một vấn đề của câu lạc bộ. Xavi tin rằng quyết định rời đội bóng của ông sẽ làm giảm căng thẳng, giúp phòng thay đồ, các nhân viên và cầu thủ có thêm không gian để thay đổi động lực. Tuy nhiên, đây cũng có thể được coi là một nước đi cao tay của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Ai cũng có thể nhìn thấy rằng chiếc ghế của Xavi thực tế đang lung lay sau thành tích không tốt trong mùa giải này. Trên bảng xếp hạng La Liga, Barca bị đại kình địch Real Madrid bỏ xa với khoảng cách lên đến 10 điểm. Chỉ trong 3 tuần qua, đội bóng xứ Catalan đã để thua trong trận siêu cúp Tây Ban Nha, bị loại khỏi đấu trường cúp nhà vua và nhận thảm bại trước Villarreal ở La Liga. Tại Champions League, việc nghĩ đến chức vô địch với tình hình hiện tại của Barcelona quả thực quá viển vông. Những kết quả này khiến nhiều cầu thủ của Barcelona cũng dần mất niềm tin vào vị thuyền trưởng của mình. Các học trò dần nghi ngờ với chiến thuật cũng như cách bố trí đội hình của Xavi. Họ cũng cảm thấy không hài lòng với những phát biểu của nhà cầm quân 43 tuổi vì cho rằng các cầu thủ không thích nghi được lối chơi của đội bóng. Một số người cảm thấy Xavi không đủ cứng rắn với các thành viên chống đối trong đội. Robert Lewandowski là người đầu tiên bày tỏ sự bất mãn với Xavi. Trong 3 trên 5 trận gần nhất anh được xếp đá chính tại La Liga, Xavi đều rút Lewandowski rời sân dù Barca đang bị đối thủ cầm hòa hoặc dẫn trước. Trong bài phỏng vấn hôm trước trận đấu với Villarreal, huấn luyện viên Xavi đã không ngần ngại chỉ trích Lewandowski và cho rằng cầu thủ không đạt được trạng thái tốt nhất kể từ đầu năm. Bên cạnh đó, những cái tên nơi hàng thủ như Andreas Christensen hay Jules Koundé cũng tỏ ra không hài lòng với những quyết định của ông thầy người Tây Ban Nha. Trong khi Koundé từng gặp trực tiếp Xavi để khẳng định mình không thích đá hậu vệ phải, thì trung vệ người Đan Mạch cũng bày tỏ sự thất vọng vì liên tục phải ngồi trên băng ghế dự bị. Không chỉ mâu thuẫn với một số cầu thủ, Xavi cũng nảy sinh những bất đồng với giới thượng tầng của câu lạc bộ. Theo truyền thông Tây Ban Nha, đã có rất nhiều lần chủ tịch Juan Laporta và giám đốc thể thao Deco không hài lòng với cách sắp xếp đội hình của Xavi. Họ khá tức giận khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha rất ít khi xoay tua đội hình, dẫn đến tình trạng người không được ra sân thi đấu, người lại rơi vào tình trạng quá tải để đến chấn thương. Để rồi trong khoảng một tháng vừa qua, những tin đồn về khả năng Barcelona sa thải Xavi xuất hiện tràn lan trên báo chí
để chuẩn bị cho việc sa thải Xavi. Ban lãnh đạo Barca được cho là đã liên hệ với rất nhiều ứng viên tiềm năng thay thế như Imanol Aguasin của Sociedad, Mikel từ Girona hay cả huấn luyện viên của đội B, Rafael Márquez. Trước những khó khăn bủa vây, Xavi cũng dần buông xuôi và chấp nhận thất bại. Ông thừa nhận bản thân đã quá mệt mỏi khi phải ngồi lên chiếc ghế của huấn luyện viên Barcelona. Cảm giác làm huấn luyện viên Barca thật khó chịu, mọi thứ thật tàn nhẫn. Có nhiều người tỏ ra không tôn trọng bạn, công việc của bạn không được đánh giá cao. Điều đó thật tồi tệ đối với sức khỏe tinh thần và tinh thần của bạn. Tôi là một người tích cực, nhưng mọi chuyện đã đến mức bạn phải nghĩ rằng không còn ý nghĩa gì nếu tiếp tục. Nội bộ bất ổn, các cầu thủ không đồng lòng và giới thượng tầng cũng không ủng hộ. Nếu Barca trắng tay khi mùa giải này kết thúc, gần như chắc chắn Xavi sẽ bị sa thải. Và bản thân Xavi biết trước được điều đó để đưa ra quyết định từ chức nhằm không gây tổn hại đến tên tuổi của mình. Ông lựa chọn việc ra đi vì không nhìn thấy bất kỳ cửa thắng nào. Mặc dù vậy, chúng ta cũng nên nhìn lại một cách công bằng hơn dành cho Xavi. Với tư cách một huyền thoại đã dành gần trọn sự nghiệp để cống hiến cho Barcelona, chắc chắn Xavi vẫn sẽ hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho Blaugrana. Việc nhà cầm quân người Tây Ban Nha từ chức sẽ giúp Barca không mất một khoản chi phí để bồi thường hợp đồng. Những vấn đề bên trong nội bộ đội bóng sẽ phần nào được giải quyết. Và biết đâu đấy, khi những bất đồng đã được gạt bỏ sang một bên, tập thể Barca sẽ đồng lòng trở lại và thực hiện một màn nước rút ngoạn mục ở giai đoạn cuối mùa giải. Khoảng cách 10 điểm với Real Madrid tại La Liga có thể khó san lấp. Việc vô địch Champions League gần như là điều không tưởng. Nhưng những màn trình diễn ấn tượng ở phần còn lại của mùa bóng sẽ là màn chia tay đẹp dành cho Xavi. Và quan trọng hơn hết, việc quyết định từ chức sớm của Xavi sẽ giúp ban lãnh đạo đội chủ sân Camp Nou có đủ thời gian để tìm kiếm một huấn luyện viên mới thay thế. Chuyến hành trình của Xavi tại Barcelona sẽ khép lại khi mùa này kết thúc. Chặng hành trình đó vẫn còn nhiều giang dở, nhưng ít nhiều vẫn xuất hiện những kỷ niệm đẹp như chiếc vô địch La Liga ở mùa bóng năm ngoái. Sẽ còn những tiếc nuối, những tranh cãi về tuyên bố ngày hôm qua của Xavi. Nhưng có thể khẳng định rằng đây là một quyết định hợp lý của chiến lược gia sinh năm 1980 vì nó tốt cho cả ông và cho cả tương lai của đội bóng.